Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Mì Siêu Tim Cật, nơi mà chúng tôi review phim thật. Dịp Tết này thì có rất nhiều bộ phim ra rạp, từ Hollywood cho đến anime và kể cả là phim Việt Nam. Và chúng tôi chỉ chờ có thế để lên ngay cho các bạn một clip review toàn bộ phim Tết. Và hai bộ phim đầu tiên sẽ là Mai và Spy X Family. Và để cho video này có thêm góc nhìn cho nó đã vũ trụ thì tôi mời đến một Weibo chúa, một trong những 100.000 thành viên của Chê Phim Review. Thực ra là 200.000. Thực ra là 200.000, đồng thời là trưởng Anti Fan Club Trấn Thành. Em Sir. Sir, chính là em. Clip này được chúng tôi làm sau Tết. Tôi thì chơi cạo râu, còn em Nghĩa thì chơi cắt tóc. Nhưng mà thấy bảo trông giống... Trông giống Tuấn Trần. Tuấn Trần. Tuấn Trần chê Mai thì để tôi. Và vì em Nghĩa là Anti Fan của Trấn Thành nên là chúng tôi sẽ nói về Spy X Family trước. Thì Spy X Family là một thương hiệu anime đã rất nổi tiếng rồi. Kể cả với những người ít xem anime thì cũng đã từng nghe qua cô bé Anya Foster. Có thể nói là cô này là kỳ quan waifu thứ 1001 của thế giới Weibo. Với cái sự nổi tiếng mạnh mẽ như vậy thì một movie ăn theo là điều mà chắc chắn phải có. Và chúng ta có Spy X Family Code White. Với nội dung thì nó cũng không có gì quá phức tạp, chỉ đơn giản là một spin-off xoay quanh loạt phim gốc, kiểu như là movie Conan thôi. Sau khi xem phim xong, cả tôi và em Nghĩa được khẳng định là đây là một phim hay, mang lại được cảm giác vui vẻ, phù hợp với một phim chiếu Tết. Kiểu phim Tết thì chỉ xem chỉ cần vui đúng không? Rồi, cũng chỉ cần thế thôi. Với lại cái kiểu movie ăn theo phim bộ này, nó meta của Nhật Bản bây giờ mà. Thì nhiều khi nó cũng dễ làm, dễ trúng thưởng. Dễ ăn, dễ trúng thưởng. Dễ trúng thưởng, vừa không phải giới thiệu nhân vật. Không phải xây dựng vũ trụ trước đúng không? Không phải xây dựng vũ trụ. Cứ thế mà làm ra. Lại còn có lượng fan đông. Đúng rồi. Chắc chắn là bù tiền. Cứ thế mà làm thôi. Có movie của Kimetsu no Yaiba ấy, Thanh Gươm Diệt Quỷ ấy. Thì cái phần movie của nó lại nối tiếp phim bộ ấy. Thế nên là cái phim đấy là nó phải là fan thì mới xem được đúng không? Đúng rồi. Còn cái Spy X Family này là không cần xem trước đúng không? Ai xem được? Mình cứ ra rạp và xem thôi. Phim này là cũng chẳng cần biết. Phim này là cứ thế mà ra xem thì cứ ra và xem thôi. Đấy. Đúng phim Tết chứ đúng không? Em thấy kiểu đấy mà nó còn hài. Đúng rồi, phim Tết mình chỉ cần thế thôi. Nếu mà xét về phim chiếu Tết ấy, thì rõ ràng là Spy X Family là bộ phim Tết nhất mà anh thấy trong các bộ phim, không drama lòng vòng. Cứ hai là xong. Nên là họ không biết khán giả cần gì ấy chứ. Chỉ cần thế thôi. Nhưng mà nói cái này, có khi nhiều fan của Spy X Family có khi không đồng tình với em. Mà em thấy thế. Đó là Spy X Family nổi ở Việt Nam là vì Trấn Thành. Vì sao? Vì Trấn Thành ép xuất chiếu. Phim chiếu cho trẻ con xem nhưng toàn chiếu drama đúng không? Hình như có cái ông nào ở cục điện ảnh bảo là Trấn Thành hoàn toàn có thể nhả xuất chiếu cho phim khác và gần như là không ảnh hưởng gì đến doanh thu. Nhưng mà do Trấn Thành không nhường. Ông ngoại Kibo à? Trấn Thành là Kibo à? Nhưng mà thế em nghĩ là nhờ thế mà người ta mới ủng hộ Spy X Family hơn. Cương. Bây giờ phim này thì tội phết. Hay đi xem thử. Hay. Kiểu thế, nhà vô địch của nhân dân. Nhà vô địch của nhân dân à? Thôi thì nói lên thiên quá, nhận xét về phim đi. Nè. Hài thế thôi. Nó hài đúng không? Phim hoạt hình như thế thôi, hài là vui rồi. Thì tóm lại Spy X Family thì không có quá nhiều điều để nói. Nó có sự đáng yêu, có sự hài hước, cốt truyện thì đơn giản, phù hợp trong mùa Tết. Trẻ con xem được, phụ nữ cho con bú xem được. Chấm điểm là vừa đi xong. Chấm điểm là vừa thoát trĩ xong. Thoải mái. Thoải mái lắm. Giải quyết được nỗi giải buồn. Giải quyết được nỗi buồn nó cứ canh đấy. Tiếp theo là cái mà các bạn rất muốn chúng tôi nói để các bạn comment bên dưới là cộng 50 triệu các thứ. Thì phim Mai, bộ phim mà hot nhất ngoài rạp lúc này. Mà hot thì anh cảm giác là lúc nào phim gì có liên quan đến Trấn Thành nhá, nó hot là vì những drama xung quanh nó hơn. Như kiểu là trẻ đẹp xuất chiếu này, rồi là đội ngũ shipper hoạt động cực lực này, xong rồi là anti fan, rồi là fan cãi nhau, non fan các thứ cãi nhau tùm mấy lần. Nhưng mà ở đây chúng tôi sẽ không nói về cái đấy nữa, vì cái đấy các bạn lên mạng xem thì đây. Mình nói về điện ảnh thôi. Tôi nói về phim thôi. Mặc dù là cả đoạn trước mình cũng không nói về phim ấy, thì mình chỉ nói về hài. Thì lần này Trấn Thành mang đến cho chúng ta một câu chuyện về Mai, một cô gái làm nghề massage. Và đây chính thức để cho cả thế giới biết được là làm nghề massage rất giàu. Chị nào làm massage con phơm. Cái nét đời là các chị làm massage rất giàu. Con phơm. Đấy, thì đấy là câu chuyện của chị làm massage với một anh nhạc sĩ, cũng biết phải nhạc sĩ, là anh ấy thích đánh đàn. Anh chơi nhạc. Chơi nhạc đó, tên là Dương. Và xung quanh biến cố của cô này như là quá khứ này, hàng xóm, đồng nghiệp, gia đình. Thì cái cảm xúc của tao với mày và bố già và nhà bà nữ bảo là hay hay dở thì ngoài những cái để chê ra thì cũng có cái để khen. Mà cái gì nên khen thì vẫn phải là khen đúng không? Em thấy là phim này Trấn Thành là có lên trình. Anti thì anti nhưng mà kiểu em anti kiểu đạo đức ấy. Có đạo đức đúng không? Đúng rồi, nó hay thì bảo là hay. Tôi tách chơi phim review lên bài đấy.
thách chưa review thì nhấn thành. Hay thôi, hay không là thế. Anh thôi đừng không thách nhá. Các bạn nào cứ làm thôi lên. Thì chắc chắn là em khẳng định cái phim này hay hơn nhiều. Ý em nói đây là đang nói là cách về cách làm phim ấy. Kiểu nó có sự điện ảnh hơn. Nhiều cách xếp bối cảnh rồi góc quay các thứ. Phải nói là Trấn Thành cũng có lên tay, có sự đột phá trong cách làm phim, cũng Kê le đúng không? Cũng Kê le, level cũng 16. Lên level 16 rồi, cũng đột phá rồi. So với những phim trước mà anh xem thì anh thấy là phim này có tính điện ảnh nhiều hơn. Góc máy, cú máy, là có những cú máy là đẹp. Không thể kể cả anti hay chê hay là ghét như nào con người nha, đúng không? Là phải nói cái đấy là có đẹp này. Rồi là cũng có xuất hiện của những hình ảnh ẩn dụ. Và Trấn Thành chắc là cũng đọc comment bảo là bị nói đạo lý nhiều. Thì trong cái phim này bớt không nói đạo lý nữa. Cái này là cũng nâng cấp ấy chứ. Kiểu nói đạo lý chuyển sang show đạo lý. Show đạo lý. Nhưng mà nói chung là anh thấy là trong phim này có cái hình ảnh anh thấy hay nhất là hình ảnh cái bể cá. Thể hiện là thoát khỏi cái sự ưu múa kia thì đấy đến một cái tương lai mới khá hay. Và bối cảnh phim này thì anh thấy là cũng có sự đa dạng hơn, và đặc biệt là phải khen dựng mà anh thấy về phim Việt đấy, không phải về phim Anh ấy, là xem không quá buồn ngủ. Không, nó chính kiểu là phim chiếu rạp ấy. Nó chính xác là phim chiếu rạp. Có điện ảnh, ông này bảo không điện ảnh thì chịu rồi. Ok, nhưng mà có một cái mình để phân tích kỹ hơn đi thì sẽ thấy gọi là những cái hạt sạn trong kịch bản. Mà em nghĩ mình nên nói chuẩn hơn ấy, thì nó hơi liên quan cá nhân đến Trấn Thành một tí. Nó hơi liên quan đến những cái thông điệp trong phim của Trấn Thành ấy. Nhưng mà phim này kịch bản có phải là Trấn Thành viết đâu. Câu chuyện của Trấn Thành. Nghe kịch bản người khác viết nhưng mà câu chuyện vẫn là của Trấn Thành. Thì những cái thông điệp mang lại thì em nghĩ nó sao ấy. Nó kiểu sai sai ấy. Như nào? Thì thường trong phim của Trấn Thành, phần đầu phim làm cực hay, cái phần thắt nút ấy, nghe tạo ra bi kịch cho nhân vật, hay cực, cảm giác mình kiểu mình thương cảm cho nhân vật ấy. Xong rồi đến lúc mình giải quyết cái, những cái nút thắt đấy, nó lại cực kỳ dở hơi ấy. Mà là cầm kéo cắt mẹ lúc đi. Nó kiểu cắt phập một phát. Xong rồi cảm giác cái kết nó không thỏa mãn em. Cứ đến đoạn cái thông điệp thì phim sẽ bắt đầu có đạo lý mà thực ra nhưng mà cái phim này nhé nó cũng không đạo lý nhiều mà nó sẽ nói về những cái mà những gì diễn ra ngoài xã hội. Anh đọc comment thì thấy mọi người bảo là góc nhìn của Trấn Thành về cái bi kịch này bị sai lệch, có phần nó có phần đúng nhưng mà không phải là nó sẽ tiêu cực hoàn toàn như thế. Ngoài cái tuyến chuyện chính của Mai và Dương ra thì còn là câu chuyện về tiền bạc này, về công việc này, xong mà gia đình của Mai nữa đấy. Có một vài đoạn nói về cái việc này như là ở đời này không có tiền thì chẳng làm được cái mẹ gì hết ấy. Cái đấy thì em không nghĩ là đạo lý lắm. Nhưng mà đó cũng chỉ là một câu nhỏ trong phim thôi ấy. Nhưng vấn đề ở đây là em nghĩ là Trấn Thành đem lại cái góc nhìn tiêu cực quá. Kiểu thì đúng là đời là như thế, ngoài xã hội có khi còn khổ hơn thật. Nhưng mà nếu mà để chiếu trong dịp Tết ấy thì cứ như xem cứu phim kiểu như thế nó cứ hơi bị ngộp. Hơi áp lực đấy, có áp lực. Đúng là Tết thì mình Spy Family đúng không? Kiểu nên Spy Family. Xem xong về ăn bánh chưng cho nó ngon. Đúng không? Đây xem nó hơi nặng đô xong ngày Tết. Nói đến nhân vật đi. Nhân vật chính Mai là một cô gái làm nghề massage này. Thì cô này được xây dựng là một người có quá khứ tồi tệ này. Vì thế nên là đã từ chối tất cả đàn ông đến với cuộc đời mình. Tại vì cô này nghĩ là mình không xứng đáng được hạnh phúc. Tại vì quá khứ quá là đau khổ. Cần thời gian để chữa lành thôi là đã thừa rồi. Cho đến khi gặp nhân vật Dương là một anh chàng gọi là thua gần 8 tuổi. Nhưng mà lại khiến cô này muốn yêu trở lại. Thì cái ở đây anh thấy Trấn Thành muốn nói là những cái khía cạnh xung quanh nhân vật Mai này. Đầu tiên là về cái nghề massage đi, xong rồi là cái quá khứ bi thương này. Đánh giá chung của anh là Mai là một nhân vật có nhiều triển vọng để khai thác. Nhưng mà theo nhiều ý kiến trên mạng anh đọc thì mọi người bảo là cách tiếp cận của Trấn Thành với nhân vật này lại tiêu cực. Tức nghĩa là cố gắng đẩy cái nỗi khổ của nhân vật lên tối đa đến mức giải quyết thì lại không biết làm nào cho đúng. Em cũng thấy là nhân vật Mai này mang lại một cảm giác rất thực tế. Đúng là ngoài đời có thế. Nhưng mà nó lại thực tế kiểu quá ấy. Kiểu hơi bi kịch hóa nó. Thì kiểu người bình thường làm massage đi, bị đồng nghiệp ghen ghét, bị hàng xóm nghĩ xấu. Nó cũng là có thể nhân vật Mai này phải nhân 3 nhân 4 lên. Full combo khổ cực cho nó cẩn thận luôn. Nghĩa là quá tay đúng không? Hơi quá tay. Nhưng mà nhé, biết đâu nhé, ví dụ như là làm cái massage chẳng hạn, ngoài đời thì cũng bị thế chứ. Ý là không, massage, đấy là câu chuyện của việc massage, nhưng mà Mai còn nhiều câu chuyện khác xoay quanh về ông bố, người con. Thì làm cách nào để mình giải quyết được tất cả những thứ đấy. Đấy là điều mà Trấn Thành không làm được. Khổ quá ấy, xong rồi giải quyết quá màu hồng.
Thế nên là em nghĩ là nhiều khán giả cũng giống em, cho nên cái kết này nó không thuyết phục. Cách giải quyết này không thuyết phục. Mà đến cuối cùng thì vẫn có nhiều vấn đề xung quanh Mai đúng không? Ví dụ như là và cũng chưa giải quyết được. Ví dụ như là cái việc bị bán dâm lúc nhỏ này, thì cái nội oan đấy đến cuối thì vẫn chưa được giải quyết đúng không? Ừ thì có thể là bản thân bà Mai này bà tự làm việc với bản thân đúng không? Nhưng mà miệng lưỡi thiên hạ thì chắc là vẫn chưa. Nhưng mà tại vì đến cuối phim thì bà ấy trốn lên Đà Lạt mà. Bao nhiêu năm làm ở Sài Gòn, tiền dư giả phết. Xong rồi đến lúc trắng tay nhá, nên là Đạt 4 năm thành luôn là quản lý spa. Mà lại ký hợp đồng mấy trăm tỷ. Ừ. Thì em bảo rồi mà, Trấn Thành đầu phim cực hay. Vẽ đúng không? Họa sĩ cực đẹp luôn. Họa sĩ. Nhưng mà mỗi tội đến cái đoạn cuối lúc tô màu xong rồi lúc hoàn thành lại không được. Đấy, có mà có một chi tiết nhá, em thấy cực kỳ cấn luôn. Đó là cái nhân vật Mai đầu lúc nhỏ là bị bố bán dâm. Đấy, để trả nợ. Thì đáng lẽ là phải thù bố lắm ấy. Ờ đúng. Nhưng mà vẫn cho con gái của mình ở với ông bố đấy. Ừ nhở. Nhưng mà con gái BD mà. Thì kể cả là BD chăng nữa nó vẫn là con gái của mình. Mà lại mình cho ở với cái ông mà ngày xưa bán dâm mình. Ừ nhở, đúng. Thế thì tóm lại đi là xây dựng nhân vật thì có ok này, nền tảng phát triển là tiềm năng, nhưng mà vẫn là câu chuyện thắt nút cởi nút. Thắt thì đẹp nhưng mà cởi làm sao cho thuyết phục thì nó lại là một câu chuyện khác đúng không? Em nghĩ mà khó tính ra thì phân tích thì mình nói thế thôi. Mà đúng là lúc xem anh mình chẳng nghĩ đến đấy cái đấy nhỉ. Ok thì đấy là Mai đi. Dương thì sao? Nhân vật Dương thì của Tuấn Trần thì em lại thấy đánh giá hơi thấp cái chỗ để diễn xuất ấy. Em thấy anh hơi chìm so với nhân vật Mai. Cái cuộc đời của Tuấn của Dương thì nó hơi màu hồng quá, nó hơi ảo diệu quá. Anime. Chú trai anime ấy. Đẹp trai. Ngầu. Xong rồi nhà còn giàu, biết chơi nhạc, biết tán gái giỏi. Đúng. Fuckboy. Nhiều thế nhở, nhiều điểm lợi ích thế nhở. Cái điểm yếu duy nhất của anh này là anh ăn bám gia đình thôi. Anh chẳng có điểm yếu gì, anh có hoàn hảo đấy. Thế chắc là phim muốn tập trung vào Mai, còn Dương thì là nhân vật là tô điểm thôi. Thì chắc đấy cũng là một cách để làm nổi bật nhân vật chính không? Nhưng mà anh cũng thấy là phát triển nhân vật nam chính như thế thì sẽ hơi phí. Tại vì cái thời lượng đấy thì lấy của mấy bà hàng xóm này, mấy cảnh massage đắp vào và phát triển nam chính ấy, thì có khi nó lại hay hơn. Nó hay là ông chỉ thế thôi. Ông chỉ fuckboy thôi. Chắc thế chỉ fuckboy thôi đúng không? Mà cái nhân vật mà anh thấy có nhiều ảnh hưởng hơn nhé, lại là bà mẹ nhé. Bà này có ảnh hưởng đến Mai hơn cả Dương. Bà mẹ trong phim thì được build hơi theo kiểu là nhân vật phản diện, nhưng mà lại rất tốt bụng và thậm chí lại còn lo cho Mai hơn cả con của mình, đúng không? Chính xác. Em nghĩ là xây dựng bà mẹ là phản diện, nhưng mà chúng ta không trách được. Tại vì cái kiểu mà mọi bà mẹ ngoài đời cũng đều thế thôi. Đúng. Kiểu thế con mình yêu một cô massage 40 tuổi. Đã có một con rồi. Đã có con rồi. Bố đánh bạc. Bố đánh bạc, xong rồi ngày xưa bán dâm. Ôi combo đấy là khủng khiếp lắm ý, và sẽ rất khó để chấp nhận ý. Đúng. Không bà mẹ nó chấp nhận cái đấy luôn. Đúng. Thì bà mẹ trong phim làm thế là rất đúng. Đúng. Thế nó cũng có tính đời à? Đời à? Thì có ý Trấn Thành hiểu đời thật. Nhưng mà để bà mẹ thể hiện ra được 100% thì chắc là cũng phải khen diễn xuất của cô Hồng Đào. Ui. Nên. Cô Hồng Đào đỉnh luôn. Mà cô Hồng Đào còn đóng cả Hollywood. Phim Beef đúng không? Đóng phim Beef của Netflix. Lại tức là muốn quay lại nói về Mai. Phương Đào xinh thật. Sinh điên. Cũng diễn hay. Đóng cũng hay. Và nói chung là phim này thì anh thấy cũng có nhiều cảm xúc, đúng không? Vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc gì thì nó cũng có. Mà Phương Anh Đào thì cân được hết đúng không? Công nhận là Phương Anh Đào phim này có hay. Em thấy nhiều người trên mạng bảo là cái chị Phương Anh Đào này bị overrated bao nhiêu phim rồi mà cũng chả nổi được. Hầu như toàn flop. Mà em thấy cái đấy không đúng. Cái hồi em xem ở Cho Là Rực Rỡ. Và trong phim đấy nhá, chị đóng vào vai một cái chị có một người chồng sở thích đốt nhà. Em đố anh biết được một cái biểu cảm của một bà vợ mà có chồng thích đốt nhà là gì đấy? Alo, một năm à? Đố mà biết. Alo, một năm. Phương Anh Đào đóng được cái phim kiểu đấy nhá. Ừ. Mà thậm chí phim đấy còn được đánh giá cao. Ừ. Thì chứng tỏ là Phương Anh Đào phải có sức lực. Ừ. Thế Tuấn Trần thì sao? Nhân vật này là bắt buộc phải là Tuấn Trần. Thế à? Ừ, Trấn Thành bảo là bắt buộc phải là Tuấn Trần. Mà sau này nếu mà cái nhân vật nào giống như này vẫn mời Tuấn Trần đóng tiếp. Mà em thấy có hợp đâu. Thì kiểu mommy boy mà. Ngơ ngơ mà đúng không? Nghĩa là chỉ có đi chỉnh cái là nhanh thôi chứ còn đã ra đời kiếm tiền đâu. Cãi mẹ một câu phát mẹ quát cho phát giúp lại. Đúng lại luôn, đúng không? Còn Phương Anh Đào thì thực ra nhá, cái nhân vật của Phương Anh Đào thì anh nhìn thấy rất quen. Là những người con gái hay đi massage đúng không? hay đi massage quen Phương Anh Đào. Tiếp theo đi, đến một cái nữa là mình phải nói về là Thoại đi. Thoại phim này có cứng không? Có kịch không? Không kịch đâu. Ừ. Đời này, đời. Em vừa lại, khen lại đời à?
Anh Trần Thành đời thế nhở? Cứ chạm vào từ khóa đấy tí lại bị tế lên nhau. Từ khóa đời. Nhưng mà, có hai điện thoại này, phim này có hai mà. Ừ, nghe điện thoại phim này anh hay hay không thì anh không nói nhá. Nhưng mà nó sẽ không bị kịch quá. Nó sẽ với em. Ừ, nó sẽ không bị là cà dầm không này, cà dầm không kia. Nhưng mà anh thấy có Chỉ Bậy và Chỉ Bậy nó không bị cringe, đúng không? Nghĩa là ngoài đời là công nhận là có Chỉ Bậy như thế. Có bà đi làm gái khá hài. Thì nói chung là phim này được. Ừ. Em tuy là cũng gọi là kẻ hủy diệt phim Việt đấy. Ừ. Em khắt khe phim Việt lắm. Mày phim nào mà chẳng khắt khe? Ừ nhỉ. Có khi em còn hủy diệt phim Trấn Thành. Ừ. Không phải có khi mà em đã hủy diệt rồi. Ừ, phim này khó mà bảo là rác rưởi đấy. Ừ. Không thể bảo là rác rưởi phim được. Đúng. Là phim này ổn. Đó, nên là đấy các bạn có thể nhận cái input của bọn tôi thế, nghĩa là tóm lại thì câu chuyện của nghĩa là nó không phải là tác phẩm, đúng không? Không phải tác phẩm đâu. Nghĩa là xem thì nó sẽ tùy người. Tạm được. Ừ, Tết đi xem không đến mức mà là rất phí tiền. Đó. Nhưng nó sẽ tùy xem là bạn thích cái gì, đúng không? Với cả là nó sẽ tùy với cái tệp ấy, tùy xem bạn đang tìm kiếm cái gì ở một bộ phim ấy. Nhưng mà chẳng may là mình có ghét Trấn Thành quá ấy. Ừ. Mình thôi mình không xem. Ừ, ghét thì thôi đừng xem. Ghét thì thôi, ghét đừng xem. Nói chung là nó có yếu tố drama này, không phải là có yếu tố healing, đúng không? Phim cũng không quá nặng nề, không quá hạnh phúc, kết thì cũng không phải là vui. Diễn xuất ok, hài hước thì cũng được. Cũng có. Ừ. Thoại ok, thông điệp thì tùy, mỗi người mỗi ý. Đúng không? Và thế thì chấm điểm đi. Mướp đắng. Vì sao là mướp đắng? Thì nó có đắng, vị đắng cuộc đời. Mướp đắng ấy. Nhưng mà xào trứng thì ngon. Sao thế nhỉ? Tôi là vui vẻ. Và tôi là xe. Các bạn thấy sao về phim Mai? Các bạn đi xem chưa? Và là các bạn có đi xem không? Hãy comment bên dưới. Và đừng chửi chúng tôi nhé. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Ok.